Hôm nay mình quay cái thùng King Crab cho các bạn coi nha các bạn. Thùng này là thùng cua, có như Việt Nam mình gọi là cua hoàng đế đó. Wow, đầu tiên mình mới thấy cái thùng nó bự kinh khủng rồi nè. Cái này mình đang ở bên tiểu bang Seattle nha các bạn. Bà nội của mấy đứa nhỏ này mua cho nó ăn đây. Ây da, coi cái cánh của nó, cái wing, cái càng nó bự kinh khủng luôn. Rồi mình cắt ra mình coi cơ, coi cái thịt của nó chắc nó bự lắm à. Nhìn coi cái thùng nó đã ghê không. Giá nó là 319 đồng 90 sen một thùng Arctic Seafood. Nhìn vẫn dễ sợ. Nhìn có cái càng của nó kìa, nó bự gấp mấy lần mấy cái con cua thường luôn ha. Cua hoàng đế nè. Mà cái này hình như người Costco nó bán là coi như nó cũng đã nấu steam chín lên rồi các bạn, cho nên mình cũng phải luộc lại á, steam sơ nó lại thì ăn nó chắc nó ngon hơn, tại giờ nó vẫn còn đông lạnh đây nha. Thôi với cái mấy cái cảnh King Crab này khổng lồ nè, cua này gọi là cua cua này cua hoàng đế, hoàng đế đúng rồi. Cua này giống tiệm trên cảng nó bán nè. Nhưng mà mình là tôi nhập cái con ốp thôi, chưa không à. Trời ơi, nó bự dễ sợ. Thấy ghê chưa? Mùi nó thơm quá ha. Wow, một cộng rồi là ăn rồi, ăn gia đình con đó. Mùi cái thịt của nó trắng dễ sợ. Ba mày cũng quay nữa hả? Quay cho người ta. Mày lấy người mà mày mệt. Nếu mà lấy hai cái này là nhiều quá rồi. Đó. Sầu riêng tươi nè, sầu riêng tươi nè. Trời. Có cái cặn của nó kìa, nó mọc trời lên khoảng chừng 2 inch. Để xem cái hình của con chụp đẹp. Xé thịt thì bỏ vô ăn thôi. Ngại lắm. Ủa gì ngại? vậy là cũng để ý. Không. Rồi cái này. Bỏ lại tủ lạnh. Bye bye.